công trong cái vai diễn. Và nó thấy thú vị, rất là khác những cái lần mà mình đóng vai chính, mình đóng vai được thương, được yêu quý. Và lần này cái tiên thì nó mang lại một cái sự rất là bình thường. Tôi nghĩ tụi Vinh đủ chuyên nghiệp để có thể mọi cái nó bình thường. Nhưng mà so với cái lúc mình quay ấy, với lại khi mà đã công chiếu ấy, thì không biết là nó khác nhiều hay không? Vinh thấy không khác nhiều. Mình thấy là đạo diễn rất biết là anh ta muốn gì, cho nên là khi mà làm việc với nhau, anh ta đã cho một cái gọi là cái cảm giác nó rất là chính xác. Nên là khi tụi Vinh làm, tụi Vinh cảm thấy nó không có mất nhiều thời gian, không mất nhiều sức. Trong phim này là đóng một cái vai nói chung là cũng hơi sợ khanh nha rồi. Phim chuẩn bị sắp tới sẽ bị rồi, spoil phim rồi. Nói chung là cái phim này thì hình ảnh nó cũng không được đẹp, và sắp tới có một cái phim truyền hình cũng lại không đẹp nữa. Thì không, hình ảnh trong phim truyền hình nó rất là đáng yêu nha. Nó rất là đam mê thật sự. Đó là một bộ phim nói về một cái tư duy của một con người mà đôi khi chúng ta nếu mà chịu lắng nghe, chịu hiểu anh chút xíu thì sẽ thông cảm được thôi. Ai cũng có một cái niềm đam mê riêng, đúng không? Nhưng mà không biết là trong tất cả những vai diễn đó thì cái vai diễn nào mà khiến cho Vinh ấn tượng đó? Trong cái phim này? Trong tất cả những cái vai diễn đó giờ để đó. Vũ Vinh là phim truyền hình sắp tới. Sorry nó nói về nhưng vì phim đó Vinh đã trải qua một năm trời rất là dài để sống bộ phim đó. Còn đây là một dự án mà Vinh cho rằng đây là một cái mốc nó khá là đặc biệt trong cái quá trình làm nghề Vinh, vì đây là cái vai mà Vinh cũng chưa đảm nhận bao giờ, tức là mình twist cái trong phim mà mình cho cái khán giả một cái sự hụt hẫng nhẹ nào đấy. Mọi người có hụt hẫng không? Cô ghét Vinh không? Chứ chị không ghét, tại vì nhân vật trong phim phải là không, mình ghét nhân vật đúng không? Ghét nhân vật. Nhưng mà nếu mà để thử một cái vai nào mới á, thì Vinh nghĩ là mình muốn thử vào cái vai như thế nào? Bất kỳ vai gì mà Vinh chưa từng đóng rồi, Vinh muốn tất cả những cái gì đó mới mà Vinh muốn khám phá, Vinh muốn coi thử là cái khả năng của mình thế nào. Hồi nãy có phỏng vấn Thúy Ngân thì hỏi về Vinh á, hỏi là thấy cái vai đó hợp với Vinh hay không, thì Thúy Ngân nó rất là hợp luôn. Vai nào mà điểu điểu á là dành cho anh Vinh là rất là hợp, thì Vinh nghĩ sao? Đẩy thuyền kiểu gì sao mà giờ nói xấu tôi không, chết tôi luôn à. Nhưng mà không sao, kệ, cảm nhận sao cũng được. Coi phim thấy thì thấy gì có ghét mình không? Thấy thì biết là Vinh Thái rất là hay. Thầy cảm ơn. Chắc là trong cái không gian căng thẳng của phim á, đâm ra mình hát lên, đâm ra nó nhẹ nhàng đúng không? Ok. Nhưng mà khoe body quá nhiều, thấy lòi rồi. Đâu, cái đó là lần đó là cũng còn hơi mập giống giờ nè, chứ còn bình thường là chỉ tiêu là phải ốm hơn nữa thì đẹp hơn một tí. Nhưng mà thôi không sao, là một cái vai người chồng thì chắc vậy được rồi ha. Nhưng mà lúc mà hỏi Ngân về cái body thì Ngân chỉ chắc lưỡi tấm tắc khen thôi, vậy là sao ba? Không biết nữa. Giờ sao? Mọi người tự hiểu với giờ sao? Hôm nay Thúy Ngân tới vậy thì không bất ngờ đâu. Tôi nghĩ là bình thường mà đúng không? Mọi người thấy bình thường mà đúng không? Mà trên mạng người ta rất là thích đó là niềm vui. Tôi nghĩ vậy, tôi nghĩ là mọi người phải yêu quý cả hai thì mới ship như vậy. Nhưng mà hy vọng là vậy thôi. Thành công đúng không? Hy vọng là thành công hay là sao? Vinh nghĩ là khó thì vì thân quá đó. Nhiều khi anh em thân quá. Tại thấy trong Bảy Nữ thì thấy anh Trường Giang có hé lộ là hai người đã định cưới cuối năm rồi, nhưng mà do dịch Covid cho nên trời là chảy mồ hôi rồi. Nhưng mà vấn đề là sẽ làm đính chính gì không? Vinh nghĩ là đó là mọi người đùa cho vui thôi. Ngọc Giang rồi đùa cho vui thôi. Mọi người đừng có đặt nhiều cái hy vọng, cái niềm tin vì có cái chuyện này quá, thì vì Vinh thấy là Vinh sợ bọn nó đi hơi xa đấy. Vinh cảm thấy bắt đầu ngại khi mà nói cái chuyện này. Sorry. Gọi là kêu gọi mọi người ra vào xem phim đi. Ok, Vinh rất hy vọng là quý vị ơi, đây là một cái thể loại rất là còn ít, còn hiếm phim ở Việt Nam mình đó, mà do chính người Việt Nam sản xuất, thì Vinh rất là mong chờ là mọi người hãy thử đón xem phim này. Và nếu cảm thấy thích thì hãy share cho mọi người. Và bởi vì chúng ta sẽ có thêm những cái món ăn tinh thần nữa vào, thì chúng ta có thể lựa chọn, chúng ta có thể đổi cảm giác theo mùa chẳng hạn. Rồi cái phim này nó cho mình một cái cảm giác hoàn toàn khác những cái thể loại quen thuộc, đúng không ạ? Nếu mà dùng ba từ nào đó để kêu gọi mọi người thì sẽ dùng ba từ như thế nào đó? Hãy khám phá nó. Hãy khám phá. Rồi, cảm ơn anh nhiều nhé. Ok.